Picanto. Chào mừng quý vị và các bạn đã đang theo dõi chương trình Chuyện đương thời của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, có bao giờ quý vị các bạn bước ra đường và gặp phải những cái cảnh mà làm cho quý vị và các bạn bức xúc vì sự thiếu vệ sinh, thiếu trật tự hay là thiếu ý thức của một ai đó trên đường hoặc là trong những cái khu sinh hoạt chung? Và có một số người thì cho rằng là thôi đó cũng là chuyện nhỏ, nhưng có rất nhiều người cho rằng đó là chuyện không nhỏ và chúng ta cần phải bàn. Và đó chính là chủ đề của chương trình Chuyện đương thời ngày hôm nay, là một câu chuyện chúng ta sẽ bàn về ứng xử nơi công cộng như thế nào. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem một cái địa điểm mà rất nhiều người biết, bởi vì nó ở ngay trung tâm của thủ đô Hà Nội, ngay Hồ Gươm của chúng ta. Tháp Hòa Phong nằm phía nam Hồ Hoàn Kiếm là dấu tích duy nhất còn sót lại của chùa Liên Trì, ngôi chùa lớn nhất chốn kinh kỳ được xây dựng gần 200 năm trước. Ngôi tháp này là biểu trưng cho văn hóa mộ Phật của người dân Thăng Long đầu thế kỷ thứ 19. Nhưng ngôi tháp nối liền với chốn cổng chùa linh thiêng ấy giờ đây ngập trong những hình ảnh như thế này. Từ tình yêu, mong ước gỗ đạt, thành công, đến việc được gặp thần tượng từ Hàn Quốc mới sang Việt Nam đầu năm nay, đều được viết lại to, rõ ràng bằng bút xóa hoặc bút dạ như thế này. Và những dòng chữ ấy vẫn tiếp tục được viết lên mỗi ngày, bởi nhiều người và nhiều lý do. Em muốn viết lên đây để thể hiện tình yêu của mình. Có một người yêu em muốn viết lên đây thôi. Muốn viết lên những dòng chữ là để thổ lộ tình cảm mình yêu cô ấy. Viết thêm một chữ nữa, nó có làm bẩn thêm cái tòa tháp này không? Cũng bẩn thì nó cũng bẩn rồi anh ạ. Mà thêm một chữ nữa thì nó cũng thế thôi. Mọi người đều muốn lưu danh mình trên này, nó cũng như một trang sách sử vào cho người dân nước ngoài, các du khách nước ngoài đến có thể xem. Sự vô tư của các bạn trẻ dẫn đến những hiểu nhầm sai lệch như thế này từ du khách nước ngoài với địa điểm mang tính lịch sử của Việt Nam. Tôi nghĩ đây là một ý tưởng rất thú vị, một ngôi tháp được xây dựng để cho mọi người viết lên đó những điều mong ước cho mình. Tôi cũng muốn viết lên đó. Tòa tháp trông khá là cổ, tôi nghĩ chữ viết trên đây cũng phải có niên đại hơn 500 năm. Tôi nghĩ viết lên đây như thế này cũng chẳng sao, nhưng đừng viết quá to như thế này, nếu không người khác muốn viết cũng không có chỗ cho họ viết đâu. Không gian công cộng là của ai? Quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện đương thời phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là văn minh nơi công cộng. Vâng, và ngày hôm nay chúng ta có hai vị khách. Trước hết chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô Tôn Nữ Thị Ninh, Viện trưởng Viện Liên kết và Trao đổi Quốc tế Trí Việt và trưởng ban văn hóa đoàn thể của tập đoàn FPT, anh Đinh Tiến Dũng. Thưa cô Ninh và anh Dũng, phóng sự vừa rồi nó có một cái câu chuyện buồn cười, đó là đôi khi những cái hành động mà người Việt Nam chúng ta cảm thấy là không chấp nhận được nhưng mà lại làm cho các bạn Tây lại tưởng là ồ, hóa ra đây là cái điều mà được chấp nhận và có thể lại thành một cái thứ hay ho. Anh Dũng đang gật gù vì chắc là thích ý tưởng này. Tôi nghĩ rằng là cũng không biết là các bạn ấy có nói thật lòng không cô nhỉ? Cháu cũng không nghĩ là chắc chắn nói thật lòng. Có khi bạn ấy đến đây vì cũng ngoại giao mà. Thì cũng phải nói làm sao cho nó, cũng phải chủ yếu là khen là chính. Thì không biết khen cái gì, đành phải chọn cách khen vậy. Vâng, chị Đinh sao? Tôi thì tôi nghĩ các bạn nước ngoài á, họ lại nghĩ là mình phải rất tôn trọng văn hóa nước sở tại. Cho nên họ ngộ nhận rằng đây là một cái đặc thù của văn hóa Việt Nam, họ không dám là chê. Chứ còn tôi nói thật á, thử xem cũng cái hành vi đó mà ở trên cái mấy cái bảo tàng Louvre mà cứ đứng đó mà vẽ trên những bức tường của bảo tàng Louvre thì có người Pháp nào sẽ cho đó là cái điều hay. Và bây giờ thì chúng ta đang nhìn thấy những cái vấn đề vi phạm những cái chuẩn mực ứng xử ở nơi công cộng thì ở như thế nào và nó ở trong những cái sự quan sát như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta đã có rất là nhiều khán giả tới với trường quay của chúng ta và ở đây các quý vị các bạn có nhìn thấy những cái sự vi phạm về trật tự hoặc là vệ sinh nơi công cộng mà làm cho mọi người cảm thấy rất là bức xúc. Ai có thì có thể chia sẻ với khán giả xem truyền hình lúc này. Tôi muốn chia sẻ các quý vị một cái câu chuyện của tôi mà khiến tôi vô cùng là bức xúc. Đó là một hôm tôi đang ăn mặc khá là chỉnh chu và đi xe máy ở ngoài đường thì bỗng cảm thấy mưa như bay vào người mình vậy.
và tôi đã mình khi mà một anh đi phía trước đã có một cái hành vi là khạc nhổ và đã làm cho tôi cảm thấy khá là bức xúc, và chắc là các bạn biết là lúc đấy cảm giác của tôi rất khó chịu đến mức độ nào. Vâng. Xin cảm ơn chị, và những cái chia sẻ của chị thì cũng không ít người trong số chúng ta cũng đã từng có lần gặp phải ạ. Hình như cá nhân tôi cũng gặp phải một lần. Xin mời bạn lên một, xin mời bạn khác. Vâng, xin mời bạn. Mình thấy rằng là mọi người đi cầu an ở các chùa thì họ ngồi tràn ra đường, rồi họ sau khi họ đi thì coi như là ở đấy nó không có, không còn đường mà nó là rác. Hiện tượng thì nó chúng ta thấy nhiều rồi, nhưng mà vấn đề giải pháp thì chúng ta cần, đấy là cái cần nhất. Vâng, như vậy qua những cái câu chia sẻ, những cái lời chia sẻ vừa rồi, chúng ta thấy những cái hiện tượng này đang phổ biến ở khắp mọi nơi, từ giao thông rồi từ lễ hội cho tới những cái nơi vệ sinh hoặc là những cái nơi sinh hoạt văn hóa công cộng. Cá nhân chị Ninh thì khi nghe những cái câu chuyện như thế thì chị đang liên tưởng tới cái câu chuyện gì mà chị thực sự là cảm thấy mình phải suy nghĩ hoặc là phải nói lên? Trong cái không gian công cộng phải là một cái không gian có ý thức và có văn hóa. Thế thì cái sự tự do vô bờ bến của những cá nhân mà họ thể hiện trong cái phóng sự á, thì như vậy tôi cho là một cái sự tự do nó vô nguyên tắc. Tại vì tự do của họ là xâm phạm cái tự do của người khác, hay là thậm chí tôi nói rằng xâm phạm vào cái quyền được hưởng những cái di sản văn hóa và cái thẩm mỹ. Tôi nói thật, những cái di sản kiến trúc như thế, lịch sử như thế mà bị viết như vậy, tôi thấy nó mất hết cái gọi là cái đẹp và cái tính tôn nghiêm. Thì đó là một cái hành vi xâm phạm cái quyền được hưởng những cái di sản văn hóa của những công dân khác. Vâng, anh Đinh Tiến Dũng, anh có thể chia sẻ một góc nhìn khác với cả những gì mà chúng ta đang nhìn thấy không? Tôi cũng có một anh bạn cũng rơi đúng vào trường hợp cái chị đang đi xe máy trong một hôm mà mặc quần áo đẹp, sau đó bị một cái anh ấy cuốn theo chiều gió. Cuốn theo chiều gió và anh gửi gắm một số thứ mà không mong muốn lắm. Thế nhưng mà khổ cái là cái ông bạn của tôi thì lại cố chấp, thế là phóng xe đuổi bằng được và phóng lên phía trước để tính làm sao tính toán chiều gió thứ để mình trả thù lại, cũng gửi lại. Nên là tức là đôi khi người ta chỉ nghĩ đơn giản rằng là muốn cho cái người kia nhận ngay cái hậu quả mà người ta đã gây ra. Thì ở những nơi mà cái văn hóa công cộng được đề cao và được quản lý chặt quá, tức là người ta tuân thủ chặt quá, thì tôi lại cũng thấy nó cũng có một cái gì đấy nó bí bách. Chẳng hạn như là tôi đi tàu điện ở Nhật Bản chẳng hạn, thì tôi thấy việc ai người đấy làm đại khái là cửa tàu mở ra là lầm lũi lên, mỗi người một quyển sách, người thì ngủ, người thì điện thoại vào Facebook hay là lướt web vân vân, đại khái không ai làm phiền ai một chút gì hết, coi như là việc của ai người đấy làm. Thì tôi thấy cả một cái quãng thời gian đi tàu điện thì thấy nó vô cùng nặng nề. Chắc là bởi vì là tôi cũng chưa quen với lại cái phong cách đấy, thường thường anh em đi đâu là nói chuyện cũng rôm rả. Thì đấy tức là cái thói quen ở từng nơi và nó vào trong cái môi trường công cộng khác nhau. Vâng, chúng ta đang nhìn thấy những góc nhìn rất là khác nhau và đó mới chính là điều thú vị. Và vì vậy chúng ta đã có những người ở các thế hệ khác nhau. Cô Tô Thị Ninh, một trí thức, một nhà văn hóa ẩm thế hệ đi trước. Và anh Đinh Tiến Dũng, một người thế hệ 8X. Và hai người cũng có cái điểm chung là đi rất nhiều nơi thế giới rồi. Và họ cũng có những cái điểm khác nhau từ góc nhìn của mỗi người. Và một câu hỏi đặt ra là như vậy có những cái thứ mà chúng ta thấy khó có thể quy nó vào là thuộc cái dạng gì, nó được coi là chấp nhận được hay là không chấp nhận được. Và chúng ta hãy cùng thử xem là qua một cái điều tra của chúng tôi là khán giả xem truyền hình đánh giá như thế nào về những hành vi như thế này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem. Chương trình Chuyện Đương Thời đã thực hiện một cuộc khảo sát với 185 người về quan điểm của họ về văn minh công cộng. 8,11% thú nhận đã từng bật nhạc to tại phòng làm việc chung. 13,5% khó chịu nếu trong quán nhậu có ai đó cụp ly theo kiểu 1-2-3 rô. 42,31% đã từng lên xuống lộn xộn nhầm cửa xe buýt. Còn 30,8% lại thú nhận rằng từng hôn nhau nơi công cộng. 22% sẽ bước vào thang máy sau khi đã nhìn có ai trong đó không. 70,27% rất khó chịu với việc hành khách chen lấn lên máy bay khi được gọi. Chúng ta đang theo dõi chương trình Chuyện Đương Thời của Đài Truyền Việt Nam về đề tài ứng xử nơi công cộng. Và chúng ta vừa theo dõi xong một khảo sát chúng tôi. Và vừa rồi thì chị Ninh cũng khi mà xem cái khảo sát này thì
có thấy là có cái gì mà làm cho chị cảm thấy là mới? Tôi bức xúc nhất là cái bon chen và chen lấn và cái gọi là dành cái quyền lợi và cái thế cho mình lên trên hết. Cái thứ nhất là ở các ngã tư tôi không hiểu tại sao là không phải là bác sĩ đang chuẩn bị đi mổ ca cấp cứu cho nên phải rất là nhanh. Tại vì thấy bao nhiêu xe máy cứ dồn lên phía trên cho bằng được mà lấn chiếm luôn cái làn xe ngược chiều. Thì những cái như thế tôi nghĩ là chắc cũng khó là chấp nhận, tại vì nó không nói lên cái gì về sinh tồn, nó chỉ nói lên là một cái khẳng định khá thô thiển về cái quyền của tôi lên trên hết. Vâng, xin cảm ơn sự bức xúc của chị Tô Nữ Thị Ninh, và cũng chính vì sự bức xúc đó mà chúng ta có chương trình ngày hôm nay và có cuộc thảo luận ngày hôm nay. Và những người đang theo dõi chương trình này cũng là những người đang có trách nhiệm và đang bức xúc và muốn xây dựng một cái nền văn hóa Việt Nam của chúng ta tốt đẹp hơn. Và cái điều này tôi thấy thực sự là khó, khi mà chúng ta nói sống động thì nếu mà chỉ cần hơi quá lên một tí thì lại thành là xô bồ, và nếu mà tế nhị thì lại tế nhị quá thì thành ra là trầm lắng, lại không phải là tính cách chung của chúng ta. Vậy thì làm như thế nào? Và suy ra cho cùng thì tôi cũng nghĩ là chúng ta cũng phải đi tìm ra sâu xa xem là tại làm sao mà hiện nay những cái hiện tượng mà chúng ta đang chưa hài lòng lại vẫn còn phổ biến như thế. Chúng ta sẽ cùng cố gắng thử tìm một cách lý giải thông qua một cái trải nghiệm nhỏ sau đây với khán giả trong trường quay của chương trình Chuyện Đương Thời, xem là có tìm ra được câu trả lời nào hay không. Và xin mời quý vị các bạn chúng ta hãy cùng tới với phần trải nghiệm của chương trình Chuyện Đương Thời. Trong phần tiếp theo của chương trình Chuyện Đương Thời, chúng ta sẽ có một trải nghiệm rất là đơn giản thôi. Một trải nghiệm thú vị và bất ngờ về sự đa dạng của cuộc sống. Mở đồ vật, 3, 2, 1, bắt đầu. Theo góc nhìn của em, đây là một cụm hoa. Làm thế nào để có một nguyên tắc ứng xử chung trong xã hội? Ngay ban đầu chị không hướng chúng em như các hướng khác nhau. Mình nên tạo ra một cái chuẩn mực chung. Tất cả sẽ được bật mí trong một ít phút nữa. Và chúng ta sẽ tới với phần trải nghiệm của chương trình Chuyện Đương Thời với bốn bạn trẻ có mặt trong trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam. Những bạn nào đã sẵn sàng tham gia? Xin mời các bạn hãy mạnh dạn lên đây ạ. Chúng ta sẽ có một thử nghiệm rất là đơn giản thôi. Đó là mỗi bạn hãy chọn cho mình một vị trí đứng. Các bạn không cần nhất thiết phải đứng ở cùng một góc như thế này. Chúng ta có một đồ vật. Tôi sẽ mở đồ vật này ra. Câu hỏi đầu tiên của tôi là đây là đồ vật gì? Các bạn hãy cầm lấy bút và bảng của mình để chuẩn bị viết. Mở đồ vật. 3, 2, 1, bắt đầu. Câu hỏi thứ hai của tôi là bạn sẽ làm gì với đồ vật này? Mời các bạn hãy giơ những cái kết quả của mình cho các khán giả xem chỉ được xem. Bạn đầu tiên, theo góc nhìn của em, đây là một cụm hoa là được nặn bằng đất sét ạ. Một cụm hoa được nặn bằng đất sét, và bạn sẽ em sẽ nhào nặn thành một con vật khác. Vâng, xin mời bạn. Đây là một cụm đất sét với nhiều màu sắc ạ. Và em sẽ bóc tách ra. Vâng. Bạn thứ ba, với góc nhìn của em thì em nhìn thấy đây cũng là một cục đất sét rất là kỳ cục. Nhưng mà với em thì em sẽ sử dụng nó như một món quà. Rồi. Đây là một đất nặng rất là nhiều màu đã được pha trộn với nhau. Rồi, xin cảm ơn bạn. Vâng, chỉ một cái đồ vật như thế này nhưng mà cũng tạo ra rất là nhiều những cái suy nghĩ khác nhau. Vâng. Vì sao lại thế nhỉ? Mỗi người có một cái quan điểm, có một cái cách nhìn về cái sự vật hiện tượng khác nhau. Theo mình như vậy. Vì vậy đưa ra mỗi ý kiến khác nhau và trả lời câu hỏi thứ hai cũng rất là khác nhau. Hỏi có mục đích sống, theo em là mục đích sống khác nhau. Vì vậy mà nhìn một cái đồ vật mà cũng gắn với cái liền với một cái mục đích nào đó. Vâng, vậy thì làm thế nào để có được một cái sự đồng nhất trong cách nhìn cũng như là trong cảm xúc hay là cách xử lý? Có thể có được không?
Theo em cũng có thể có được nếu như mà ngay ban đầu chị không hướng chúng em đi các hướng khác nhau mà chị có thể hướng dẫn chúng em đứng một chỗ và hướng tới một đồ vật thôi. Rồi xin cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ thử làm một trải nghiệm thứ hai là tất cả chúng ta sẽ cùng nhìn từ một hướng xem là kết quả như thế nào theo đề xuất của bạn nhé. Các bạn hãy nhìn xem đây là đồ vật gì, nó gợi cho bạn cảm xúc gì và bạn sẽ làm gì với nó. 3, 2, 1. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ có câu trả lời. Đây là đồ vật gì? Trả lời câu hỏi thứ nhất ạ. Đều là lõi của cuộn giấy ạ. Vâng, tất cả chúng ta khi đứng cùng góc nhìn thì đã nhìn thấy đều là lõi cuộn giấy đúng không? Vâng. Nhưng mà có cái gì khác nhau nào? Khác nhau đó là trả lời câu hỏi thứ hai của chị, là chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ạ? Vâng. Bạn định làm gì? Em thì là sử dụng đồ vật này, em sẽ sử dụng để làm cái lọ hoa giấy á. Vâng. Còn bạn? Em sẽ không sử dụng cái đồ vật này nữa, mua cuộn giấy mới ạ. Và em sẽ sử dụng nó để làm trong một cái công trình kiến trúc của mình mà sử dụng cái loại giấy này. Cảm ơn em, còn em? Em sẽ gom lại để cho các chị đồng nát thu gom lại ạ. Như vậy nếu như mà chúng ta so sánh hai cái trải nghiệm vừa rồi, khi mà chúng ta có được những cái kết quả như thế này thì các bạn rút ra được điều gì nhỉ? Theo em thì cái ý kiến chủ quan cá nhân của mỗi người, tức là cái tôi cá nhân của họ rất là khác nhau. Có thể nhìn một đồ vật thì giống nhau thật nhưng mà do lứa tuổi này, do giới tính này, do nghề nghiệp, do thu nhập, vân vân thì nó đã ảnh hưởng đến quyết định. Còn cái gì thì tạo ra sự khác nhau đó nữa không? Do nhận thức và cái cách nhìn nhận của mỗi người. Hoặc là do thói quen. Vâng ạ. Vì em ví dụ thói quen của em là thường xuyên là thu gom lại xong rồi để giải tán những cái giấy vụn đi đúng không? Vâng ạ. Cảm ơn em. Vâng, như vậy tổng hợp lại hai cái trải nghiệm vừa rồi, trải nghiệm một khi chúng ta đứng ở nhiều góc khác nhau và cả trải nghiệm hai nữa thì chúng ta tạo rút ra được những cái điều gì để liên hệ với cả cuộc sống của chúng ta? Mình nên tạo ra một cái gọi là cái chuẩn mực chung và chúng ta tuyên truyền để mọi người cùng làm theo. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì có một cái đòi hỏi lại còn khó hơn nữa với các bạn là nếu được định nghĩa không gian công cộng là gì thì bạn định nghĩa như thế nào? Không gian công cộng ở đây thì đó là cái không gian mà người này được sử dụng nhưng mà không ảnh hưởng đến người khác. Xin cảm ơn em. Không gian công cộng là một cái không gian sinh hoạt chung của mọi người. Tuy nhiên nó có những cái điều lệ mà buộc mọi người phải tuân theo. Dạ vâng, theo em quan điểm đơn giản là cứ bước chân ra khỏi cửa nhà mình là không gian công cộng ạ. Ồ, rất là thú vị. Vâng, ngay cả những cái cách hiểu của chúng ta nghe có vẻ là cũng giống nhau nhưng rõ ràng là nó cũng có những cái sự khác nhau và cái định nghĩa đấy về không gian công cộng nó cũng khó hiểu mơ hồ như là cái đồ vật ở đây đúng không ạ? Có thể là cũng về cơ bản là rất là giống nhau, là đều là đất nặn nhưng mà vẫn có những cái khác nhau, phải không ạ? Xin cảm ơn các bạn đã tham gia vào trải nghiệm này. Và đây là những phần quà và chương trình Chuyện Đương Thời dành để tặng cho các bạn. Trong phần tiếp theo của chương trình Chuyện Đương Thời. Còn nhà hàng xóm thì nó là cái gì nhỉ? Không trải nghiệm và những phân tích mới của khách mời. Người Việt chúng ta không biết xấu hổ. Còn thằng nào đến nhà ông mà làm thế cho em to chuyện ngay. Sự thật về văn minh công cộng ở Việt Nam, những điều sẽ khiến bạn phải rung mình. Tôi không biết tại sao họ lại làm như vậy. Điều này làm tôi rất ngạc nhiên. Tất cả sẽ có trong một vài phút tới. Chúng ta đang theo dõi chương trình Chuyện Đương Thời của Đài Truyền hình Việt Nam và chủ đề ngày hôm nay là ứng xử văn nơi công cộng như thế nào. Và hai vị khách mời của chúng ta là cô Tôn Nữ Thị Ninh và anh Đinh Tiến Dũng hay còn gọi là giáo sư Xoay. Theo dõi trải nghiệm vừa rồi, cô Ninh có đồng ý với cả những cái kết luận các bạn ấy rút ra không ạ? Tôi có chú ý hai cái định nghĩa. Dạ vâng. Trong số các định nghĩa thì cái định nghĩa đầu tiên cho rằng là không gian công cộng là cái nơi mà như vậy cái quyền của một cá nhân không ảnh hưởng đến cá nhân khác. Vâng. Thì tôi hiểu đó là cái ước vọng về không gian công cộng. Định nghĩa thứ tư của cái bàn cuối cùng á là định nghĩa không gian công cộng là bước ra khỏi nhà mình, đó là không gian công cộng. Tôi chỉ muốn nói lại, còn nhà hàng xóm thì nó là cái gì nhỉ?
Thì nói cách khác là hiểu được rằng cái quyền tối đa của mình là chính trong cái nhà của mình, không gian của mình. Tôi nói tối đa chứ không phải là tuyệt đối. Trong nhà mình mà muốn đánh chồng thì đánh vợ là cũng được, đúng không ạ? Nhưng mà quay trở lại với cái mô phỏng vừa rồi của chúng tôi, trong cái trải nghiệm vừa rồi là một trải nghiệm mô phỏng lại cuộc sống ấy, thì là anh Dũng có thấy điều gì ở trong trải nghiệm này có thể lý giải được cái việc là tại sao người ta lại vi phạm trật tự nơi công cộng? Tôi nghĩ phần lớn những cái chúng ta nhìn thấy, chúng ta mong muốn sử dụng làm gì đều phải xuất phát từ cái trải nghiệm mà chúng ta đã có ở trong đầu. Có thể chúng ta đã trực tiếp trải nghiệm qua, có thể chúng ta được giáo dục. Tôi nghĩ cái việc mà các bạn nhìn thấy từ một cái chung có trải nghiệm như vậy thì nó dẫn ra cái việc trong không gian công cộng của chúng ta thì mỗi người cũng từ cái việc định nghĩa không gian công cộng đã khác nhau rồi. Thì chắc chắn cái mục đích của họ hay là cái cách họ sử dụng không gian công cộng, cộng với thói quen của gia đình, cộng với cách dạy dỗ của trường lớp, rồi cộng với thực tế họ trải nghiệm trong cuộc sống thì nó sẽ đúc kết ra thành một cái hành xử hàng ngày. Vâng, trong trò chơi thì khi mỗi người nhìn từ góc khác nhau thì ra những cái hình ảnh khác nhau, và đặc biệt là khi mà họ đứng cùng một chỗ nữa thì họ vẫn có những cái cách thức ứng xử khác nhau, đúng không ạ? Và có thể phải chăng điều đấy giúp chúng ta lý giải rằng là cái sự gọi là chủ quan trong cái việc chúng ta nhìn nhận về thế giới xung quanh cũng một phần nào góp phần việc là mỗi có những sự ứng xử khác nhau ở một cái nơi mà tưởng là ai cũng phải ứng xử giống nhau, đó là không gian công cộng. Và phải chăng lúc này thì cái gọi là quy định chung, như một bạn trẻ tôi nghĩ là bạn ấy nhận xét rất là hay, là cái kéo mọi người về một cái chuẩn mực chung thì rất là cần thiết, đúng không ạ? Thế nhưng mà điều này có thể làm được hay không, nó thực sự đó là một câu hỏi rất là lớn và chúng ta còn đang phải tìm câu trả lời. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đặt một cái góc nhìn khác, một góc nhìn về chúng ta, về những hành vi của chúng ta, nhưng mà qua con mắt của những người nước ngoài, xem là họ ở cái góc nhìn của họ thì họ lại nhìn thấy không gian công cộng Việt Nam đang được sử dụng như thế nào. Xin mời quý vị các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Cầu Long Biên đoạn bắc qua con đường gốm sứ là địa điểm chụp ảnh yêu thích của nhiều du khách. Chụp vì phong cảnh là một lẽ, nhưng bất ngờ trước nhiều tình huống kỳ lạ nơi không gian công cộng này cũng không phải là ít. Tôi không biết tại sao họ lại làm như vậy. Ở Việt Nam không có nhà vệ sinh công cộng sao? Ở nước tôi rất ít khi có cảnh ấy, còn ở đây lại rất nhiều. Khi đang đi bộ, tự dưng có một tiếng còi rất to, tôi giật nảy mình. Tôi hoang mang, có chuyện gì vậy? Sao họ phải bấm còi? Nhưng gần như họ bấm còi chả vì lý do gì cả. Không gian công cộng ở Việt Nam khá lạ. Có quá nhiều tiếng còi xe trên đường, điều này làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi nhớ có lần tôi đến thành phố Hồ Chí Minh, khi tôi đi ngang qua một quảng trường công cộng, tôi thấy người ta đang thi công, khoan đào với quá nhiều tiếng ồn, tặc 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 tặc. Ngay cạnh đó có khá nhiều người đang ngủ hoặc nghỉ ngơi. Tôi ngạc nhiên lắm, không gian công cộng sao lại có tiếng ồn lớn như vậy? Quanh đây có rất nhiều hồ, nhưng không gian công cộng này lại luôn bị rào quanh bởi các đống rác lớn ven hồ. Mọi người cũng hay vứt rác xuống hồ nữa, thật kỳ lạ. Như vậy sẽ phá hủy vẻ đẹp của những con hồ quanh Hà Nội mất. Tôi biết rằng có nhiều thứ đang thay đổi ở Việt Nam, nhưng không gian công cộng là thứ mãi mãi cần được tôn trọng và bảo vệ. Nếu cứ vô tư viết vẽ ở mọi nơi, muốn làm gì thì làm, thì không gian công cộng sẽ như thế nào trong vài năm nữa? Nếu cứ như thế này, không gian công cộng còn đâu? Vâng, đây là chương trình Chuyện Đương Thời của Đài Truyền Hình Việt Nam đang được phát sóng với chủ đề công cộng, và chúng ta vừa mới nhìn về không gian công cộng Việt Nam qua con mắt của những người nước ngoài, và không biết là có phải là vì là họ là người nước ngoài nên là họ lại nhìn thấy nhiều thứ mà họ thấy lạ hơn, trong khi mình thì thấy quen rồi, mình cũng không thấy có vấn đề gì. Không biết là chị Ninh có đồng ý điều này không? Không biết, vì tôi có sống lâu ở nước ngoài hay không, tôi không thấy quen nổi. Tôi rất thích thú cái vui vẻ, cái tính cộng đồng của Việt Nam. Nhưng mà những cái cảnh mà vừa chiếu á, nói thật, mấy người mà phóng uế nơi mà có được một cái công trình công cộng, phải nói là hiếm khi chúng ta thấy được một cái công trình để làm đẹp cái nơi công cộng. Ví dụ họ tìm một cái góc cây hay một cái bức tường góc góc đen đen đâu đó thì tôi còn có thể, phải có dùng chữ hiệu thì cũng hơi quá, nhưng mà ít nhất mình đỡ bị sốc. Chứ con xin lỗi, chọn đúng mấy cái chỗ họ không có bận tâm một tí nào, là một cái chỗ mà muốn tạo lên cái
cái gì đẹp cho thành phố mọi người hưởng. Vâng. Thì cái đáng buồn là chỗ đó họ không thấy đẹp. Tại vì nếu họ thấy đẹp thì chắc họ sẽ không làm như vậy. Về nhà họ, họ có làm như vậy tại salon không? Chính salon của họ, tôi xin hỏi như vậy. Cho nên họ, họ tôn trọng cái bộ salon của họ hơn là họ tôn trọng cái bức tường gốm đó. Hình như người Việt chúng ta, không biết tôi nói có quá không, người Việt chúng ta không biết xấu hổ. Người Nhật thì có khi họ tự sát, tự tử vì hổ thẹn. Còn mình thì là cái thái cực kia, cứ bị như vậy không có cái gì để phải xấu hổ và hổ thẹn cả. Thì tôi nghĩ cũng đã đến lúc cũng phải kéo chuông báo động. Tôi nghĩ cái này không thể bảo là cái này là sống động, cái đó là cộng đồng, không thể buông xuôi tay được. Vâng. Nhắc đến cái chuyện trong siêu thị thì thoảng có mấy cô, tôi chưa thấy bị ông nào làm như vậy, cũng phải nói chung công bằng, tôi bị mấy cô liền cắt ngang và chen vào để mà trả tiền trước. Thì phản xạ của tôi là gì? Là không hẳn là bảo vệ quyền của một người tiêu dùng xếp hàng, mà tôi cho rằng là tôi phải có trách nhiệm sửa lưng cô đó. Cho nên tôi lên tiếng. Tôi lên tiếng thì tôi thấy là cô đó nhìn như người trên mặt trăng rơi xuống. Sao có cái ba ghi là chuyện này có gì đâu mà bà phải phản ứng và lên tiếng. Rồi tôi thấy là những người xung quanh có vẻ cũng có vẻ nhìn mình với cặp mắt bà này đanh đá nhỉ. Rồi tôi lại thấy là gì? Chính cái người phải giúp xác lập cái trật tự văn minh là cái cô bán hàng. Cô cũng không thấy có vấn đề gì, cô đang sẵn sàng tiền cho cái người đã chen lấn trước mình. Tôi mới phải ngăn chặn cho bà: em ạ, sao em lại phục vụ cái người mà đã chen trước mặt cô như vậy? Thì lúc đó tôi không phải tôi lo tập trung lấy cái quyền lợi, bảo vệ cái quyền lợi của tôi để khỏi mất 1-2 phút. Tôi phải có cái trách nhiệm là sửa lưng. Và cứ mỗi lần tôi bị như vậy cũng mấy lần rồi, thì tôi cũng phải lên tiếng. Thì cái ý của tôi là mỗi người phải có cái dũng cảm nhỏ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Khi thấy những cái nó quá gọi là gai mắt á, thì mà có điều kiện á, thì mình phải là góp ý, mình phải lên tiếng mới được. Vâng. Không biết mấy cái ông mà nấy cái chỗ cái bức tường đó thì thôi nhớ anh Dũng ấy. Tôi đi nói với mấy ông đó thì khó. Vâng. Nhưng mà các anh cũng có thể góp phần để lên tiếng phải không ạ? Chúng cháu thì nhìn thấy những cái việc vừa rồi cũng cảm thấy xấu hổ. Và dám chắc là cái bức tường trong phòng khách của nhà ông đấy chưa chắc đã đẹp bằng cái bức tường gốm sứ ấy đâu. Nên là nếu như ông muốn trang trí cái bức tường đấy thì chắc chắn ông phải có ý thức rằng tường ấy cũng là đẹp. Nhưng vấn đề ở trong đầu là ôi cái đấy của công mà. Còn thằng nào đến nhà ông mà làm thế xem to chuyện ngay. Và cái vấn đề là đúng là cái điều mà ngày xưa các cụ vẫn hay kể chuyện vui, nhà vệ sinh cũng may mất cửa. Thì cái việc quan trọng nhất là nhà vệ sinh may mất cửa thì sao? Thì là người ta lấy nón che mặt thôi. Tức là có thể che mặt thôi, nhưng mà mặt mới là quan trọng nhất. Và tôi thấy điều này rất là hay, đúng rồi. Tức là người ta có thể không xấu hổ nếu như không bị nhìn thấy mặt. Đúng rồi. Còn nếu mà bị nhìn thấy mặt thì đã không làm nhưng như vậy. Nhưng họ là rất xấu hổ với người xung quanh nhưng không xấu hổ với bản thân mình đâu. Còn nếu như xấu hổ với tự xấu hổ bản thân mình ấy, thì ngay kể cả bất kể là cái đèn đỏ ấy, lúc ấy là đang là 12 giờ đêm rồi, có thể không may có những cái chốt nó vẫn cứ đang để đèn xanh đèn đỏ, người ta vẫn dừng lại, không cần có người cảnh sát, không cần có người khác nhìn thấy rằng là ông vượt đèn đỏ là vô hóa. Phải chăng là có thể chúng ta làm cái việc đó vì chúng ta không biết là nó sẽ gây ra hậu quả gì? Chắc người ta cũng phải nghĩ một hậu quả nhất định. Nhưng mà quan trọng nhất là cái hậu quả không ảnh hưởng đến họ trực tiếp, ngay lập tức thì thường không bao giờ làm. Nếu mà cái hậu quả mà họ gây ra việc gì thì mà hậu quả ngay lập tức cho họ chẳng hạn. Thì ví dụ đơn giản này nhé, vẫn là cái ông mà hay làm phòng huế ở cái chỗ công cộng. Bây giờ mà em chỉ cần để cái biển là lưu ý chỗ này hở điện, em đố ông ra phòng huế vào đấy đấy. Chắc chắn luôn. Ở các nước thì cô Ninh đã đi thì chị Ninh đã đi nhiều thì chị có thấy ở các nước người ta làm thế nào để cho những người mà có hành vi vi phạm cái văn minh công cộng, trật tự công cộng họ chịu ngay lập tức hậu quả? Tôi ở bên Áo, dọc đường họ để mấy cái xích để tránh cho người ta là băng qua đường, thì tụi tôi cũng lười để phải đi bộ đến tầng cái đằng kia, tụi tôi cứ gọi là người ta gọi là jaywalking, cứ băng qua không đúng chỗ á,
ông cảnh sát thổi còi và không chỉ nhắc thôi, lần đó là ông quan sát chúng tôi cho đến khi chúng tôi đi trở lộn lại đến đúng cái đèn xanh đèn đỏ, đúng như là yêu cầu. Thành thử ý tôi muốn nói là gì, bản thân những người giữ trật tự họ làm cái trách nhiệm của họ tới nơi tới chốn. Nếu mà ví dụ những hành vi như vậy dưới con mắt của những người mà giữ trật tự không thành vấn đề thì việc gì họ phải dừng lại. Cho nên tôi nhớ lúc tôi ở Quốc hội á, tôi có đề nghị nên có cảnh sát du lịch khi ở góc đường, nói thật mà mình tuyên bố là phóng uế như thế là phạt bao nhiêu tiền á, thì xin lỗi cái ông vội vàng mà nếu phạt ông đủ 200.000 thì thôi đắt tiền cho một lần phóng uế tôi cho nên là cũng phải phạt chứ. Nhưng mà đúng là như cái một người nước ngoài có nói là chả nhẽ các bạn là ít nhà vệ sinh công cộng quá sao, thì có lẽ cháu nghĩ là đôi khi còn là do cái chỗ mình bố trí nhà vệ sinh công cộng và cái mật độ nhà vệ sinh công cộng, phải nên có những cái biển hướng dẫn một cách chi tiết cụ thể, ví dụ chẳng hạn như đơn giản là và dễ hiểu đấy chị ạ. Vâng, dễ hiểu. Chẳng hạn như em để ý là ở những cái nơi có một số nơi công cộng là cấm hút thuốc thì là để là no smoking. Có bao nhiêu người hút thuốc hiểu rằng no smoking là không hút thuốc, mà kể cả là có để là cấm hút thuốc ở đấy thì cũng không rõ là tôi cứ hút thì có làm sao không. Nhưng mà ví dụ trở lại một cái nơi mà chúng ta hay gặp gỡ với nhau hàng ngày nhất và cũng có những không gian công cộng như ở công sở của bạn chẳng hạn, Tiến Dũng là trưởng ban văn hóa đoàn thể của FPT, thì ví dụ ở FPT thì xây dựng ra một cái văn hóa là ứng xử văn minh trong cái không gian chung như thế nào? Trước tiên là tất cả mọi người phải có trách nhiệm tôn trọng người khác, và người khác cũng sẽ tôn trọng lại bạn. Tôn trọng cả trong cách ứng xử, tôn trọng cả trong cách làm việc, tôn trọng cả trong cái sự nghiệp của bạn, để chúng ta cũng làm tôn trọng ý kiến. Em quan tâm nhất là cái việc phù hợp. Chẳng hạn như ở trong phòng họp là có yêu cầu là cấm hút thuốc. Thế nhưng thi thoảng là vẫn có một số anh suy nghĩ căng thẳng quá, không biết làm thế nào thì vẫn có hút thuốc. Thì cái bàn này phải bố trí, nó phải ở một chỗ khác để làm sao nó không ảnh hưởng nhiều. Cái bàn bọn em là cái bàn mà làm ồn nhiều nhất. Tại vì bọn em có phòng thu âm này, có studio này, rồi có các nhạc cụ. Đôi khi anh em cao hứng lên thì cũng không biết là bình thường ấy thì tất cả các ban khác là họ ngồi chung với nhau trong từng cái cabin như này. Nhưng riêng ban của bọn em thì được nhốt riêng vào một khu riêng và có cách âm rồi có cửa kính. Thì để là tôn trọng một không gian riêng như vậy. Thì không thể nào mà bảo họ là chơi đàn nhỏ thôi. Tại vì đấy là công việc. Bây giờ bảo chơi đàn nhỏ thì bây giờ tôi làm việc thế nào? Thế thì cuối cùng thì đặc thù công việc từng nơi như vậy thì em có những cái phương pháp khác nhau để nó làm sao cái không gian chung nó được tôn trọng nhiều nhất. Như vậy ngoài cái trật tự do gọi là luật lệ hay là tập quán được công nhận chung á, thì tôi nghĩ có những cái biện pháp mang tính chất kỹ thuật vật chất của nhà quản lý. Thì tôi thấy ở các sân bay mà đông du khách á, đông khách đến á, thì đáng ra họ không cần một cái lời nói nhưng mà vẫn là trật tự. Tại vì họ dán mấy cái giấy á, theo cái chữ SC liên tục như thế này, zig zag, không tài nào mà gọi là ăn gian được. Hay là như tôi nhớ là ở Singapore là đi chờ taxi, chắc có thể anh Dũng đã ra rồi. Thích lắm, là thích lắm khi tôi so với các sân bay ở Việt Nam. Là gì? Là lúc ra là người có một người xếp cho mình sẵn có 5 cái ô để cho taxi chờ. Họ dặn mình vào ô số 1, vào ô số 3, vào ô số 5. Mình phải suy nghĩ là mình là biết miệt là mình leo lên có đúng cái taxi mà đang xếp hàng hay không. Cho nên những biện pháp mà tôi gọi là vật chất và kỹ thuật, nó giúp cho cái sự quản lý có trật tự, chứ không nhất thiết phải là luật lệ theo cái nghĩa văn bản rồi cái gì nó gọi là nặng nề đâu, mà có những biện pháp nho nhỏ như vậy mà nho nhỏ nhưng mà nho nhỏ rất là hiệu quả, nhưng mà đồng bộ phải vâng, đồng bộ tại vì là mỗi hôm chúng ta lại áp dụng một biện pháp, hôm nay chúng ta lại áp cái này, mai áp cái khác thì cũng chết ạ. Em xin phép em trao đổi thêm với phần chỗ cô Ninh này. Cô ạ, thực ra là dích dắt như vậy là cháu để ý là vẫn ăn ra được, tức là ý thức của họ hay không, chứ còn điều trị là mắt trước mắt sau xong là ngồi xuống phát luồn phát là đã sang hàng bên cạnh rồi mà cháu chứng kiến. Thế còn về chuyện xếp hàng thì anh có định bổ sung thêm điều gì không? Hồi cháu còn công tác tại Đại học FPT thì để làm thủ tục cho phụ huynh và sinh viên thí sinh lúc vào thi ấy, thì cháu chợt nhận ra là cháu cũng nghiên cứu một hồi thì các anh trong cả một tổ với bàn bạc là cứ mỗi khi mà mọi người ào vào như vậy thì những cái bàn tiếp đón ấy
bị kín, người đằng sau lại chen tiếp. Thì cái ông mà làm xong thủ tục rồi muốn ra cũng không được, mà cái ông muốn vào cũng không được. Thế là chúng cháu mới quyết định là sẽ cho phụ huynh và các em thí sinh cũng xếp hàng zig zag như vậy. Ở trong cái nhà cũng có mái che. Thế sau đó là vào cửa, vào cửa đấy thì cháu sẽ đón tiếp, cháu hỏi là bác cần thủ tục gì, em còn thủ tục gì vân vân. Xem qua hồ sơ và cái này xong rồi thì về, cái này còn thiếu tài chính vào đây, cái này vào đây, cũng phân luồng như vậy. Thì cũng có một bác ấy, chắc là đứng đợi lâu quá, bác bức xúc. Bác ấy mắng. Bác bảo là tôi không hiểu các anh chị đang làm việc gì. Chúng ta đã phải mất bao nhiêu năm và trả giá bao nhiêu mới bỏ được cái văn hóa xếp hàng. Tức là bác ấy nói những cái văn hóa xếp hàng ngày xưa mậu dịch ấy không? Tức là như kiểu là chờ lấy nước. Nay các anh lại áp dụng lại là thế nào? Thế là bảo bác cứ bình tĩnh. Làm như này sẽ nhanh hơn và bác yên tâm thì chắc chắn sẽ nhanh hơn là chúng ta cứ hỗn độn. Mà cháu thấy cũng một phần là do chắc là người mình cũng thiếu kiên nhẫn. Chứ còn ngay cả như là đợi chờ chỗ mình mà thấy độ khoảng 40 người phía trước là đã thấy oải lắm rồi. Nhưng mà đúng hôm nọ đấy em vừa... Không có oải đâu. Dạ. Starbucks nghe nói là à, nửa cái số thì chắc phải hơn 10 người. Đấy. Cho nên là... Cũng chưa chắc đúng không ạ? Thì không, ý muốn nói rằng là người ta sẵn sàng xếp hàng cho những cái mà người ta thích. Có quyền lợi, được quyền lợi. Quyền lợi. Có thể đợi thần tượng. Ví dụ như xếp hàng để nhận quà miễn phí. Vâng, đợi thần tượng độ khoảng mấy tiếng đồng hồ, nằm luôn tại sân bay để đợi thần tượng xuống để vẫy chào. Ví dụ vậy. Định tiền dụng trong tương lai. Không. Vâng, như vậy quay trở lại là cái chuyện về xếp hàng ấy đúng là một cái hiện tượng tâm lý rất là hay, là người ta không muốn xếp hàng nữa, nhưng mà điều đấy cũng không có nghĩa là chúng ta quay trở lại cái sự xếp hàng vì thiếu đói như xưa, nhưng mà vẫn phải quay lại sự xếp hàng vì sự văn minh, được không ạ? Và lúc xưa tôi xin đăng tiếp vào đó, xếp hàng lúc xưa tôi thấy là văn minh cũng tương đối văn minh, mặc dù với phương tiện rất là thô sơ, cái rổ rồi cái viên gạch thì tôi thấy là thì cũng được đấy, ví dụ hơi sốt ruột thì cứ rổ về gạch thì tạm thời rồi chạy đi mua mỡ rau để quay về mua gạo. Thì tôi thấy là ý tôi muốn nói trong cái sự gọi là hơi thô sơ của thời đó, nó có một cái gì tôi thấy nó cũng trật tự hơn, nó văn minh hơn, rõ ràng trật tự hơn, trật tự hơn, phải nói thật như vậy. Tại vì là cái viên gạch cô để lại thì có thể cô đi mua mớ rau bên kia, cháu có thể nhớ gạch của cô, cháu để ra đằng sau cũng được. Thế nhưng người ta vẫn tôn trọng, tôn trọng họ đấy, kể cả đấy là viên gạch. Người ta coi như đấy là như một cái sự xuất hiện của cái người. Có một cái quy ước xã hội với nhau là đấy, viên gạch đấy đại diện cho một con người. Vậy thì chắc chắn mọi người sẽ đặt câu hỏi là thế tại sao có một thời chúng ta đã có cái sự tôn trọng cái không gian chung như thế, những cái quy ước công cộng đơn giản như là tôn trọng một cái viên gạch mà còn không đề tên cơ. Và tại sao hôm nay thì lại như thế? Có thể đó là một trong những cái hệ quả của cái chúng ta gọi là chuyển sang gọi là đô thị hóa và hiện đại hóa và công nghiệp hóa, nó nhanh quá, biến động cái thay đổi của xã hội và của văn hóa nó đi chậm hơn là cái thay đổi biến đổi về kinh tế, sẽ luôn luôn như vậy. Cho nên khi nói quan tâm đến văn hóa không phải chỉ tổ chức những cái hoạt động, xin lỗi, văn nghệ hay là biểu diễn hay là triển lãm, mà chính là tôi rất mong những người mà gọi là chuyên về văn hóa hãy quan tâm góp phần vào gọi là định hướng cho nó đúng vào cái sự, tại vì được bung ra như vậy thì có cái hay trong kinh tế gọi là giải phóng sức lao động vân vân. Nhưng mà vô hình chung bung rồi bung luôn những cái vấn đề là những cái giá trị nền tảng hay là một số những cái gọi là phải nói là tập quán có thể hay của cái thời trước mới lẽ ra phải giữ lại. Vâng. Có những cách nào để kết nối với chúng tôi? Bạn có thể xem lại chương trình tại địa chỉ youtube.com/chuyendươngthời. Bạn cũng có thể tương tác trực tuyến tại trang Facebook của chúng tôi, hoặc đơn giản bạn có thể gửi ý kiến phản hồi vào hộp thư chuyendươngthời@vtv.vn. Và đừng quên đón xem chương trình Chuyện Đương Thời vào 22:30 tối thứ sáu cách tuần trên VTV1. Chia sẻ cuối cùng dành cho khán giả chương trình là tại sao chúng ta lại phải quan tâm tới những cái ứng xử, có thể là bằng cách này cách khác chúng ta góp ý, hay là chúng ta làm cho cái bộ mặt hoặc là những cái văn minh nơi công cộng chúng ta tốt hơn. Tại sao chúng ta lại phải làm điều đấy? Tôi là người Việt Nam. Tôi nghĩ chúng ta phải nói được cái câu tôi là người Việt Nam một cách nó tự hào và gọi là tự trọng và tự tôn trọng mình chứ. Chứ còn nếu mà mình cứ buông tay như vậy thì chúng ta không còn có thể ngẩng đầu lên được. Đặc biệt với chính chúng ta, khi chúng ta tự nhìn lại mình và khi mình đến và mình đón tiếp là thế giới bên ngoài, lẽ nào người ta
nhìn Việt Nam trước kia bằng những cái con mắt phải nói đầy thiện cảm, mà như là họ rất là lịch sự. Tôi không hiểu, họ dùng cái chữ tôi không hiểu, tôi nghĩ tất cả mấy người đó họ ăn nói rất là lịch sự, họ không dám nói. Tại vì thời buổi bây giờ cái văn hóa của giao lưu quốc tế là tôn trọng văn hóa của người khác, cho nên họ cứ cho rằng khó hiểu, đáng ngạc nhiên, mà họ cho phải chăng đấy là văn hóa Việt Nam, thì họ nói ở nước họ thì không thể như thế được. Thế thì chung quy lại là như thế này, đừng đổ cho văn hóa Việt Nam có một cái lõi mà cả thế giới, cả nhân loại chia sẻ với nhau những cái giá trị tôn trọng người kia để mình được tôn trọng lại. Cái này thì tôi không biết hẳn thuộc về văn hóa nào, nó là văn hóa nhân loại. Thì như vậy mình cũng phải bám vào cái văn hóa nhân loại đó. Còn đừng đổ cho chúng ta là Việt Nam mà cho nên cái khác người ta, ta đâu có cần giống Tây. Em chỉ muốn nói rằng là để bức xúc về những người xung quanh và để thì rất dễ. Nhưng mà sau khi bức xúc xong rồi thì chúng ta phải làm như nào? Việc đầu tiên là phải soi lại chính bản thân mình. Cũng như mẹ em ngày xưa hay bảo là trước khi nói người khác là sờ gáy mình. Mình thực hiện tốt những việc đấy rồi, và ngoài ra phải thêm một trách nhiệm nữa là trách nhiệm lên tiếng, như là cô Ninh có nói đấy. Tức là chúng ta cũng phải, vì đây là cái ao chung, như ngày xưa là như cái ao làng, cái giếng làng để mọi người cùng lấy nước ấy. Có ai mà cô nào mà về rửa chân ở đấy là lập tức cộng đồng lên tiếng, tại vì đấy là chỗ tôi lấy nước ăn. Thì phải coi bây giờ cái cộng đồng, cái nơi mà những không gian công cộng ấy, nó phải tựa như cái giếng làng ngày nào vậy, để mọi người cùng biết cách mà cùng giữ gìn, nó càng trong sạch thì chúng ta càng được lợi. Chứ không phải là rồi cũng em nghĩ đấy là cái mà đầu tiên là phải nghĩ là cái không gian chung ấy được giữ gìn thì tất cả mọi người đều có lợi, trong đó có mình. Xin cảm ơn bạn. Xin cảm ơn cô Tôn Nữ Thị Ninh và anh Đinh Tiến Dũng, và ngày hôm nay chúng ta đã vừa chia sẻ với nhau, và các bạn đang xem chương trình này cũng có nghĩa là các bạn đang chia sẻ với chúng tôi những trách nhiệm, những cái sự bức xúc cũng như là những hành động các bạn trong tương lai để góp phần giữ gìn cho không gian công cộng của đất nước của chúng ta văn minh hơn, tốt đẹp hơn, cũng như là góp phần vào sự phát triển của đất nước của chúng ta. Và Chuyện Đương Thời chính là nơi các bạn chia sẻ và cùng nhau tìm ra giải pháp để trong cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy đến với chương trình chúng tôi vào tối thứ 6 cách tuần trên VTV1 và chia sẻ qua Facebook chương trình Chuyện Đương Thời. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Taco Forland, đa dạng tải trọng, động cơ mạnh mẽ, công năng sử dụng phù hợp, thùng ben thiết kế vững chắc, công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến, đảm bảo độ bền cao, hướng tới sự hoàn hảo về chất lượng và dịch vụ phụ tùng. Taco Forland, khởi đầu hiệu quả. Taco, nâng tầm cao mới, vươn tới tương lai.